Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilê, và người không muốn cho ai biết, vì người dạy dỗ và bảo các ông rằng, con người sẽ bị nộp vào tay người ta, và họ sẽ giết người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi người. Các ngài tới Ca-phác-na-um. Khi đã vào nhà, người hỏi các ông, dọc đường các con tranh luận gì thế? Các ông làm thinh, vì dọc đường các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ người ngồi xuống gọi 12 ông lại và bảo các ông rằng, ai muốn làm lớn nhất thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người. Rồi người đem một em bé lại đặt giữa các ông, ôm nó mà nói với các ông rằng, ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy, và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Đó là lời Chúa. Nếu anh chị em còn nhớ, thì Chủ nhật tuần trước, khi cử hành lễ suy tôn thánh giá, chúng ta đã suy nghĩ với nhau về thập giá Chúa Kitô như là bằng chứng của tình yêu. Và tình yêu đích thực là tình yêu hàm chứa ở trong nó một đòi hỏi phải hủy mình ra không, và chính tình yêu đó cứu độ thế giới. Khi suy nghĩ như vậy mà đọc bài tin mừng hôm nay, tôi có cảm giác như là Chúa Giêsu đang chất vấn mỗi chúng ta. Có cảm giác như vậy là bởi vì trong câu chuyện tin mừng phản ánh một khoảng cách giữa Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài. Đang khi Chúa Giêsu loan báo rằng Ngài đi lên Jerusalem, Ngài sẽ bị người ta bắt bớ, đánh đập, giết chết, đóng đinh trên thập giá, thì các môn đệ của Chúa lại chỉ tranh luận với nhau xem ai là người lớn nhất. Thành thử ra họ cùng đi với Chúa Giêsu trên một con đường mà tâm tư lại rất khác nhau. Và cái khoảng cách đó không chỉ có nơi các môn đệ ngày xưa, mà chắc chắn là có nơi mỗi chúng ta. Cho nên tôi mới nói là tôi có cảm giác mình bị chất vấn. Chúa chất vấn mình rằng, anh làm dấu thánh giá, anh tôn vinh thánh giá, nhưng mà tâm tư của đấng chịu đóng đinh có ở trong tâm hồn của anh không? Chính vì vậy mà tôi tự đặt cho mình câu hỏi này để suy nghĩ. Cái lý do nào là lý do sâu nhất để tạo nên cái khoảng cách giữa Chúa Giêsu và chúng ta là những kẻ tin vào Ngài? Đọc thoáng qua bản văn tin mừng, có lẽ lý do ở chỗ là mình thích làm lớn. Thế nhưng nghĩ lại thì tôi thấy làm lớn cũng chẳng phải là cái tội gì xấu. Bà Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu đã từng ước ao là được làm một vị thánh lớn, mong làm lớn còn cái gì nữa. Ông Thánh Phaolô nói với môn đệ của mình là Timôthê rằng, ai ước mong làm giám quản, làm người đứng đầu điều khiển một cộng đoàn, thì người đó ước mong một nhiệm vụ cao đẹp. Cao đẹp chứ đâu có phải là xấu. Và Chúa Giêsu đã từng nói, nếu anh em không trở nên như trẻ nhỏ, anh em không được vào nước trời. Và ai nên giống như trẻ nhỏ, người ấy là người lớn nhất, lớn nhất trong nước trời. Như vậy là Chúa cũng mời gọi mình làm lớn đấy chứ. Thành thử ra làm lớn không phải là cái tội. Vấn đề có lẽ ở chỗ này, làm lớn để làm gì? Và như thế thì tôi thấy nó xuất hiện một câu hỏi có tính cách nền tảng hơn, là đối với chúng ta,
thì giá trị nào là giá trị lớn nhất? Cái giá trị nào là giá trị làm cho con người trở thành vĩ đại? Đối diện với câu hỏi này, thì câu trả lời quen thuộc của người đời đó là quyền lực. Quyền lực là giá trị lớn nhất. Người làm lớn có nghĩa là người có quyền lực cao, có thể thống trị người khác. Và bởi vì quan niệm như vậy, cho nên ai cũng khao khát quyền lực. Anthony de Mello, một linh mục và là một nhà tâm lý, đã bảo rằng: anh là một thằng độc tài mà tôi cũng là một thằng độc tài. Có nghĩa là tất cả chúng ta đều có tính độc tài hết. Theo ý nghĩa là mình muốn áp đặt ý muốn của mình lên người khác, mình muốn thống trị người khác. Mà bởi vì ai cũng khao khát quyền lực như thế, cho nên sinh ra tranh chấp và ghen tị. Tranh chấp ở trên mọi bình diện và trong mọi lĩnh vực. Tôi dám nói với anh chị em là ngay trong lòng giáo hội, ngay trong một giáo phận, ngay trong một giáo xứ có tranh chấp. Ở trên bình diện quốc tế thì có những cuộc tranh chấp đã gây nên đổ máu và sự hy sinh của biết bao nhiêu con người vô tội. Nhưng mà trong những bình diện nhỏ hơn như trong những cộng đoàn vẫn có sự tranh chấp. Hoặc là nếu chưa nổ thành tranh chấp thì trong lòng chúng ta vẫn có một chút ghen tị. Ghen tị sự thành công của người khác, tìm cách phủ nhận người khác bằng cách này hay là bằng cách khác. Bởi vì ai cũng khao khát quyền lực, cho nên đương nhiên nó nảy sinh tranh chấp và ghen tị. Mỗi người đều tìm cách để đạt đến quyền lực. Thế còn đối với Chúa Giê-xu thì sao? Đối với Chúa Giê-xu thì cái giá trị lớn nhất không phải là quyền lực mà là tình yêu. Tôi có nói với anh chị em ít ra là một lần cái nhận xét của một nhà thần học là ở trong giáo lý Công giáo của mình, khi mình nói về Thiên Chúa thì mình nói là Thiên Chúa là tình yêu, nhưng mà đồng thời mình cũng nói thêm Thiên Chúa là quyền năng, Thiên Chúa là khôn ngoan, Thiên Chúa là vô biên vô hạn. Đúng thôi, nhưng mà có một cái nguy cơ ở chỗ này. Lúc ấy tình yêu chỉ là một thuộc tính bên cạnh những thuộc tính khác của Thiên Chúa, chứ tình yêu chưa được diễn tả như là bản chất của chính Thiên Chúa. Cho nên tôi nói Chúa là tình yêu, nhưng ở một chỗ khác tôi vẫn có thể nói Chúa là quyền năng. Mà nhỡ Chúa là quyền năng theo kiểu Stalin thì thôi, chết hết. Thế cho nên nhà thần học đã đề nghị rằng chỉ có thể nói Thiên Chúa là tình yêu quyền năng, Thiên Chúa là tình yêu khôn ngoan, Thiên Chúa là tình yêu vô biên, vô hạn. Rất quan trọng. Cái giá trị lớn nhất đối với Chúa Giê-xu đó là tình yêu. Và bởi vì Thiên Chúa là tình yêu, cho nên Thiên Chúa cũng là đấng đã trở thành con người và đã chọn chỗ rốt hết trong bàn tiệc của loài người, đã sinh ra trong cảnh nghèo và đã chết trong cảnh nghèo, và đã quỳ gối xuống mà rửa chân cho con người. Chúng ta không thể nào hiểu được nếu mình cứ đứng ở trên bình diện quyền lực. Phải chấp nhận bước sang bình diện tình yêu thì mới có thể hiểu được Thiên Chúa của Kitô giáo. Và lúc đấy mình mới có thể phần nào thấm thía được lời mà Chúa Giê-xu nói hôm nay: ai muốn làm lớn thì hãy làm tôi tớ anh em. Tôi tưởng rằng nó không phải là cái gì xa lạ, bởi vì anh chị em vẫn sống hàng ngày trong cuộc sống gia đình của mình. Bây giờ thử hỏi trong một gia đình thì ai là người lớn nhất? Chắc chắn phải là cha mẹ rồi. Vậy mà tôi chứng kiến các bậc cha mẹ vẫn hằng ngày quỳ gối xuống rửa chân cho con, thay tã thay lót cho con, bưng bô cho con, hầu hạ như là một con sen đầy tớ vậy. Ít sao kỳ vậy? Cha mẹ là người làm lớn mà lại đi hầu hạ.
là bởi vì cái lớn này nó không phải là cái lớn của quyền lực, mà là cái lớn của tình yêu thương. Anh chị em sống hàng ngày cái chân lý đó, chứ đâu có phải nó xa lạ gì đâu. Thành thử ra theo tôi nghĩ, hôm nay vấn đề không phải là mình học một bài học đạo đức về sự phục vụ, mà vấn đề là Chúa Giêsu mời gọi chúng ta thay đổi một tầm nhìn. Thay đổi một tầm nhìn. Thay vì coi quyền lực là giá trị lớn nhất, thì dám coi tình yêu là giá trị lớn nhất. Và khi cái tầm nhìn đó nó được thay đổi, thì đương nhiên nó dẫn đến hành động tương xứng là hành động phục vụ. Nếu chúng ta chấp nhận một sự thay đổi tầm nhìn như vậy, thì sự thay đổi đó sẽ chất vấn cuộc sống của chúng ta. Những người lãnh đạo đất nước cũng như là những người lãnh đạo giáo hội sẽ bị chất vấn là trong cái công cuộc lãnh đạo của mình, cái mục đích mà tôi nhắm tới là cái gì? Là tìm mọi cách để bảo vệ cái quyền lực mà tôi đang có để thống trị người khác, hay cái mục đích của lãnh đạo là để phục vụ hạnh phúc của con người? Một câu hỏi rất là quyết định. Bất kể ông là chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hay là ông là giám mục, ông đều bị chất vấn do cái câu hỏi đó. Và cái câu hỏi đó nó sẽ điều hành cả một cái cung cách lãnh đạo trong giáo hội cũng như ngoài xã hội. Và đối với chúng ta thì không phải là những người làm lớn ở ngoài xã hội hay trong giáo hội, tư tưởng chúng ta vẫn bị chất vấn, mà cụ thể nhất là trong cuộc sống gia đình, trong quan hệ vợ chồng với nhau. Thưa anh chị em, mình nhắm đến tình yêu hay là nhắm đến quyền lực? Cả hai ông bà ai cũng muốn làm đầu cả, cho nên đánh nhau suốt ngày. Trong cái quan hệ giữa cha mẹ và con cái, mình nhắm đến cái gì? Cái quyền lực hay là nhắm đến tình yêu thương, nhắm đến ích lợi thực sự của con cái? Dám đối diện với những lời chất vấn như thế của Tin Mừng là một cách để chúng ta cứ thường xuyên phải thay đổi tầm nhìn của mình và trở lại với Tin Mừng của Chúa Giêsu. Đó là ý nghĩa sâu xa nhất của từ hoán cải trong Kinh Thánh. Hoán cải không có nghĩa là thay đổi một vài lối sống đạo đức ở bên ngoài, mà hoán cải có nghĩa là anh chấp nhận thay đổi cả một cái tầm nhìn về thế giới, về cuộc sống, về con người. Và từ cái sự thay đổi đó thì cuộc sống của anh sẽ được đổi thay. Cho nên thưa anh chị em, hôm nay tôi không đề nghị một bài học đạo đức đâu, nhưng mà tôi gợi ý là chúng ta được mời gọi để thay đổi cả một cái tầm nhìn, và được mời gọi để thể hiện sự thay đổi đó trong cuộc sống hàng ngày của mình, cụ thể nhất là nơi gia đình. Được như vậy thì gia đình mới thực sự là một cộng đồng tình yêu, một cộng đồng sự sống như Hội Thánh mời gọi. Và chính gia đình của chúng ta cũng có hy vọng để trở thành chứng tá cho tình thương của Thiên Chúa dành cho con người. Thánh Lễ TV trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Kính chúc quý vị luôn được mạnh khỏe, bình an trong Chúa và mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.